Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó, mình chia sẻ với các bạn cái cách mình làm một cái bơm nước không dùng điện. Và cái bơm nước này á, người ta thường áp dụng ở những cái nơi không điện và ở những cái vùng đồi núi đó các bạn, để người ta bơm nước. Nếu các bạn làm á, thì các bạn mua hai cái van một chiều, hay còn gọi là van chẻ ngược phi 21 mm. Ở cái van một chiều này đó các bạn, nó có cái mũi tên nè. Mũi tên á, là cái chiều nước đi vô thì cái van nó sẽ mở ra hai cái van khóa nước 21, hai cái tê 21, ba cái đầu nối và một cái co 21, một đoạn ống 90, một nút bít 21 và một cái giảm từ 90 ra 21. Và cái này á, là mình làm cái bình để nó nén không khí lại các bạn. Khi lắp hai cái van một chiều này thì các bạn phải lắp cái chiều của nó ngược nhau. Và cái ở đằng sau á là mũi tên nó đang xoay xuống dưới. Nó đang xoay xuống dưới đó thì có nghĩa là cái van này nó đang mở. Và cái van này á, cái mũi tên nó xoay lên trên, nghĩa là cái van này nó đang đóng lại. Nguyên lý hoạt động của cái hệ thống này nó như thế này các bạn. Khi nước ở bên trên chảy xuống á, thì nó chảy vào cái đường ống và chảy qua cái van này và chảy ra ngoài và làm cho cái van này nó đóng lại. Khi van này đóng lại á, thì nước nó sẽ chảy qua van này và lên đường ống. Sau khi lên đường ống á, thì cái van này nó sẽ đóng lại và nó giữ nước ở bên trên này. Và cứ như thế đó các bạn, cái này nó đóng á, thì cái này nó mở và nước cứ tiếp tục nó chảy lên trên cái đường ống này và ép cái không khí ở trên cái đường ống này, làm cho không khí nén lại. Và khi mình mở cái van này á, thì nước nó sẽ chảy ra ngoài. Và mình vừa mới nối ống vào trong cái hệ thống này các bạn. Thì ở đây á, mình có một cái thùng nước nè, và nó cấp vào ở bên dưới, và ở bên trên đó là cái sợi dây ra. Mình sẽ bơm nước, mình sẽ bơm nước nó lên đây. Và bây giờ mình sẽ mở cái van cấp nước này để cho nước nó cấp vào cái hệ thống. Lúc này các bạn thấy cái van một chiều này nó đóng luôn các bạn, nó không có mở được. Nguyên nhân cái van này nó không có mở ra được các bạn là nó do áp lực nước ở trên cái bình này nó quá lớn, nên làm cho cái lá đồng ở trong này nè lúc nào nó cũng bị đóng hết đó các bạn. Thì cái cách xử lý đơn giản là các bạn dùng một cái đoạn sắt á, mình bỏ vào đây để cho cái lá đồng này nó nặng hơn, và lúc này nó sẽ bơm và cái hệ thống của mình nó mới hoạt động được.
để bơm nước được cao hơn á, thì lúc này cái hệ thống này á, thì mình sẽ làm cái lớn hơn các bạn, thì nước nó sẽ bơm được cao hơn. Và ở cái nguồn nước này á, thì mình phải gắn cho nó một cái lọc rác. Nếu mà rác nó đi vào cái đường ống này đó các bạn, thì nó sẽ làm kẹt cái lá đồng này và cái lá đồng của cái van bên này, thì lúc này cái hệ thống mình nó sẽ không hoạt động được. Rồi, mình dừng video tại đây. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.